Thưa quý vị, và lúc này đây chúng ta sẽ cùng chào đón hot tiktoker Phạm Thoại. Aquafina Việt Nam International Fashion Week. Và chắc chắn rằng trong buổi tối đêm nay thì anh đang đến đây trong bộ trang phục của nhà thiết kế Ivan Trần và cổ vũ đến cho nhà thiết kế Ivan Trần.
xin được chào đón Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga. Xin được chào đón ca sĩ Ngô Quyền Linh. Chúng tôi xin được chào đón hot TikToker Vịnh Thích Ăn Ngon. Là biết rồi đúng không? Dạ. Lúc này đây, chị Trang Trần đang cùng đến với Awapina Việt Nam International Fashion Week để cổ vũ cho nhà thiết kế Ivan Trần và cũng dắt theo con gái của chị đến để cổ vũ cho nhà thiết kế Ivan Trần. Quý vị lúc này đây, Hoa hậu Đại Dương Ngân Anh đang khoác trên mình bộ trang phục của nhà thiết kế Ivan Trần cũng như là xuất hiện tại thảm đỏ của Awapina Việt Nam International Fashion Week để cổ vũ cho anh. Xin được chào đón đại sứ nhân ái Thái Ngọc Phượng. Xin được giới thiệu đại sứ nhân ái Thái Ngọc Phượng.